Dàn mỹ nhân hoa ngữ khi tham gia show thực tế, triệu độ tư chẳng bằng hình tượng, biểu cảm cực hài hước. Triệu Lệ Dĩnh gặp sự cố suýt nữa thì toàn. Ngày nay, không ít mỹ nhân hoa ngữ đình đám lựa chọn tham gia game show thực tế để mở rộng độ nổi tiếng. Thế nhưng, không phải ai cũng có được trải nghiệm nhẹ nhàng và êm ả. Triệu Lộ Tư đã gây chú ý khi góp mặt trong game show Hurry Up Brother. Được biết, đây là lần đầu tiên nàng Thánh Nữ Xuyên không tham gia show thực tế này. Là tấm chiếu chưa từng trải, Triệu Lộ Tư gặp không ít bối rối, thậm chí là liên tục thất thủ và bị trêu đùa là hố đen trò chơi. Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười vui vẻ, thái độ chơi hết mình, chẳng mang hình tượng của nữ diễn viên tinh hán sán lạn lại rất được lòng khán giả. Triệu Lệ Dĩnh, các bạn biết không, hồi năm 2014, Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia show Hurry Up Brother. Tuy nhiên, đối với nữ hoàng dating Cbiz thì có lẽ đây là một trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ gì. Mặc dù đang giữa trời đông nhưng ekip chương trình vẫn thời lớn khi sắp xếp cho dàn khách mời tham gia trò chơi dưới nước. Ngay khi nghe thông báo, Triệu Lệ Dĩnh đã tỏ vẻ lo lắng vì cô chẳng hề biết bơi, trong khi ban tổ chức chương trình chẳng hề có bất cứ biện pháp bảo hộ nào cả. Dù rén ra mặt nhưng vì không ảnh hưởng tới mọi người, mỹ nhân sở kiều chuyện vẫn cố đấm ăn xôi tham gia trò chơi. Kết quả là Triệu Lệ Dĩnh chẳng may bị rơi khỏi phao, vùng vẫy trong nước phát tín hiệu SOS nhưng không ai phát hiện. Mãi một lúc lâu sau đó, nhân viên cứu hộ mới nhận thấy có gì đó sai và tới giải cứu cho cô nàng. Thiết nghĩ Triệu Lệ Dĩnh sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại lần góp mặt này nữa. Angela Baby chẳng hề có lời khi nói. Angela Baby được yêu mến như bây giờ là nhờ góp mặt trong show Hurry Up Brother với vai trò thành viên cố định. Chính nhờ sự năng động, dám chơi dám chịu, đậm chất nữ hán tử đã giúp người đẹp này ghi điểm trong mắt công chúng. Thế nhưng để trụ lại được trong game show này, nữ diễn viên cô Phương Bất Tự Thường cũng không ít lần phải chật vật bầm tím chân tay. Hồi năm 2017, ngay sau khi mới sinh con chưa lâu, Angela Baby đã vội vàng quay lại chương trình và đối mặt với thử thách khó nhằn. Có lẽ vì sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, Angela Baby bị té ngã và còn bị quả cầu đen lăn qua người. Sau khi trò chơi kết thúc, người đẹp chẳng thể tự đứng dậy mà phải nhờ nhân viên công tác hỗ trợ là đủ biết. Cú va chạm này chẳng phải dạng vừa rồi. Không chỉ vậy, năm 2019, Angela Baby từng phải vào viện gấp ngay trong đêm vì chấn thương. Nghe nói, khi ghi hình Hurry Up Brother, nữ diễn viên Vân Trung Ca bị thương ở ngón tay nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng hoàn thành công việc mới đi chữa trị. Mà theo nhân viên công tác tiết lộ thì lần đó đã để lại thương tật vĩnh viễn đấy. Vương Lâm. Năm 2014, nữ diễn viên Vương Lâm đã gây xôn xao khi đột ngột rời khỏi show thực tế dù đang quay giữa chừng, thậm chí còn lên tiếng chỉ trích ekip chương trình. Điều này khiến cô bị nghi ngờ mắc bệnh ngôi sao, nhận đủ phê bình từ công chúng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ càng, cộng đồng mạng mới ngã ngửa khi biết Vương Lâm rời show là vì ekip chương trình sắp xếp trò chơi bất hợp lý. Họ yêu cầu các vị khách mời vượt qua đoạn nước xiết với 13 khúc cua hiểm hóc giữa thời tiết xấu trong khi chỉ được dùng trang bị bảo hộ đơn sơ. Ngó qua ngó lại mới thấy, việc tham gia game show thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là khi các nhà đài thích những thử thách khó nhằn nhưng lại không đảm bảo đủ các biện pháp bảo hộ cho sao Cbiz. Người hâm mộ đều hy vọng tình hình này sẽ sớm được cải thiện.